À, xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. À, hôm nay em tiếp tục quay trở lại cái dự án Phúc An Garden. Thì để em sẽ quay tiến độ dự án cho quý khách hàng mình thấy rõ luôn nhé. Thì trong thời gian vừa rồi á, thì cứ cả 1 tháng em không xuống quay dự án này. Thì bây giờ em sẽ xuống em quay lại cho tất cả quý vị khách hàng mình nhìn thấy dự án Phúc An Garden nó đã thay đổi như thế nào. Và hiện tại nó sẽ có những cái gì mới, mở ra bán những cái lốc nào. À, và đặc biệt thì nó sẽ triển khai vô khu vực nào, thì hôm nay em sẽ quay tất cả cho quý vị khách hàng mình thấy rõ nhé. Đặc biệt là những khách hàng mình đang tìm hiểu, những khách hàng mình đã mua rồi thì mình cứ theo dõi video này nhé. Dạ, thì bắt đầu em sẽ đi vào ngay trung tâm của dự án, là bên phải bên trái của mình là cái lúc mặt tiền này á, là shop house diện tích 5 x 20, xây dựng 1 trệt 2 lầu. Trước đây cách đây 1 tháng thì thực sự ra là quý khách hàng mình khi mà xuống á, mình thấy cái dự án nó mới chỉ là đổ tấm lầu 3 thôi, tường gạch nó chưa có xây. Nhưng mà đặc biệt bây giờ trước mặt quý khách hàng tường gạch nó đã xây hết rồi, chuẩn bị tới đây nó sẽ hoàn thiện mặt ngoài rất là nhanh, quý khách hàng nhé. Tới đây sẽ tô hoàn thiện mặt ngoài cho quý khách hàng mình xuống có thể nhận nhà. Thì trong khi đó là cái thời gian vừa rồi thì em có nhiều quý khách hàng mình đã liên hệ trực tiếp cho em hỏi nếu hoàn thiện nhà thì bây giờ sẽ bên em sẽ hỗ trợ như thế nào. Thì đặc biệt cái này thì nó tùy quý khách hàng nhé. Bên em cũng sẽ có hỗ trợ là hoàn thiện, bên thi công sẽ có hỗ trợ hoàn thiện cho quý khách hàng, sẽ có đội hoàn thiện cho quý khách hàng tùy gói khách hàng mình cần hoàn thiện nhé. Hoặc quý khách hàng nào mình không muốn làm từ chủ đầu tư á, thì mình có thể là thuê các nhà thầu bên ngoài vào để có thể là demo trước cho mình nội thất và bắt đầu chuẩn bị, có thể là 1 2 tháng nữa là quý khách hàng mình có thể nhận nhà và hoàn thiện được rồi. Thì nếu mà quý khách hàng nào mình cần ở nhà ở luôn á, thì là mình có thể là nhận xin một cái giấy nhận sớm, thì bên ngoài bên em sẽ hoàn thiện và bên trong thì quý khách hàng sẽ hoàn thiện, thì cả đôi bên mình sẽ kết hợp hoàn thiện luôn. Thì đặc biệt là cái dự án Phúc An Garden này á, là nó sẽ mở rộng thêm 25 hectare, một phần ở bên chỗ đối diện cái lốc D9 đấy, thì là nhìn sang bên kia một xíu là xéo xéo bên khu vực đằng sau chợ ấy, chợ mới nha quý khách hàng nhé. Và một đằng là ở ngay chỗ cái công viên ánh sáng, thì bây giờ em chuẩn bị sẽ quay đến công viên ánh sáng cho quý khách hàng mình thấy rõ luôn nhé. Là bên em đã chặt cây rồi, đã đổ đất rồi, thì tới đây chuẩn bị là cái vấn đề là san lấp mặt bằng thì cũng sẽ nhanh thôi nha quý khách hàng nhé. Thì tất cả 4 cái công viên trong dự án là bên em đã làm xong hết rồi, và đặc biệt là đã đi vào hoạt động toàn bộ rồi. Quý khách hàng nào mình có muốn xem thì thực sự ra là xuống buổi tối, có nhiều video em đã quay buổi tối tại dự án Phúc An Garden này thì quý khách hàng mình thấy rõ nhé. Đây nhá, thì đối diện với cái lúc là công viên ánh sáng thì quý khách hàng mình sẽ thấy rõ luôn là bên em có mở thêm một cái lúc nữa. Đấy, mở thêm một cái giai đoạn nữa là 15 hecta, 15 hecta nha quý khách hàng nhé. Đấy, nó là liền kề với cái lúc D7 nha quý khách hàng nhé. D7 và liền kề cái công viên Lighting Park, công viên ánh sáng nhà quý khách hàng nhé. Đây thì em sẽ quay vào cái công viên ánh sáng. Trước mặt quý khách hàng mình là cái công viên ánh sáng nhá. Thì cái công viên ánh sáng này thì nó đã đi vào hoạt động hết rồi nha quý khách hàng nhé. Và đặc biệt thì đằng sau công viên ánh sáng và liền kề với cái lúc bên D7 đây, bên em sẽ triển khai một cái giai đoạn tiếp theo, tức là sẽ là giai đoạn 2. Thì ở cái chỗ công viên ánh sáng này thì nó chỉ là khoảng 15 hectare thôi nha quý khách hàng nhé. Và đang chuẩn bị triển khai, đang san lấp mặt bằng rồi. Đấy, đây quý khách hàng mình nhìn thấy nhá, chặt hết cây rồi, san lấp mặt bằng rồi. Thì cái này thì bên em đang tiến hành là lên thổ cư và chuẩn bị tách phân lô, tách nền cho quý khách hàng. Đặc biệt cái dự án này thì quý khách hàng mình ngay giai đoạn 1 là nó là 29,9 hecta, thì gần 30 hecta. Nhưng mà giai đoạn sau tiếp thì bên em sẽ mở từ giai đoạn 1 và cho tới khi nào mà mở tới một giai đoạn 100 hecta thì bên em mới ngừng. Bởi vì những cái dự án lớn như thế này là bên em sẽ triển khai tức là hết mức của mình luôn. Đấy, quý khách hàng nhìn lại nhá, ngay bên cạnh công viên ánh sáng và cạnh ngay cái lốc D7 nha quý khách hàng nhá. Lốc nhà phố và đất nền D7. Đấy, thì em quay rõ cho quý khách hàng mình nhìn thấy rõ nhé. Ngay công viên ánh sáng và liền kề với cái lốc D7. Cuối dự án hồi xưa mà quý khách hàng mình xuống là toàn những cái rừng cao su không, nhưng bây giờ đã chặt rồi và chuẩn bị làm tiếp giai đoạn 2.
Thì bây giờ em sẽ quay đi lên em quay một số cái lốc khác nữa cho quý khách hàng mình nhìn thấy rõ nhé. Đặc biệt ở những cái lốc mà đất nền thì bên em đã và cắm cọc rồi. Đó, có thể là quý khách hàng nào mình chưa có thời gian xuống nhận đất. Đấy, chưa có thời gian xuống nhận đất thì mình có thể là sau này mình cũng tự động mình đi xuống mình xem đất lại được và mình cứ thế đếm số cọc, số lô thôi. Ở trên đó là bên em có cắm cọc hết rồi và cứ đếm số lô của mình là tới thôi nhá. À, mình không cần phải là xuống nhận đất hay gì đó. Sau này khi nào mình xây nhà hoặc là mình bán lại, mình có thể là nhờ chủ đầu tư đo lại hoặc nhờ các anh bên kỹ thuật, các anh sẽ đo lại và chỉ rõ cái lô đất của mình luôn cho quý khách hàng, quý anh chị khách hàng nhé. Đấy thì ở đây á, là em có nói lại một lần nữa là nhà 1 trệt 2 lầu thì tới đây là còn một số căn ở cái lốc A1 và cái lốc B1 thì đợt vừa rồi là bên em có đóng sản phẩm lại rồi. À, thì quý khách hàng nào mình có mua thì em cũng xin nhắc lại là mặt tiền 1 tỷ 880, 1 tỷ 885. À, mặt bên trong B1, những cái lốc view công viên nó là 1 tỷ 407 cho đến 1 tỷ 508 là diện tích 5 x 15, mặt tiền là diện tích 5 x 20 nha quý khách hàng nhé. Đó, đặc biệt đây là em đang đi vào cái lốc C3. Đấy, C3 D3 D2 C3 và cái lốc D1. Đấy thì bây giờ em sẽ đi thẳng lên cái hướng công viên. Thì trước đây cái lốc D8 là có một số chỗ nó bán là chủ đầu tư bán đất nền, nhưng mà bây giờ thì là có một số chỗ đã thay đổi là bên em xây nhà liền kề luôn nha quý khách hàng nhé. Đặc biệt là những cái lốc mà liền kề với công viên, như công viên Hồ Điều Hòa trước mặt quý khách hàng đây, công viên Disney đấy, công viên Cây Xanh và công viên Ánh Sáng thì bên em đều xây nhà hết nha quý khách hàng nhé. Tất cả là bên em sẽ đều xây nhà. Bởi vì cái dự án này thì thực sự ra là bên em sẽ triển khai xây nhà rất là nhiều, nó sẽ đồng bộ nha quý khách hàng nhé. Đó, nó sẽ đồng bộ toàn bộ cho quý khách hàng mình thấy rõ luôn. Là chậm nhất ở những căn ở đây là bên em đã đổ tấm lầu 3 và đang bắt đầu đi xây dựng vách ngăn và tường gạch. Để tới đây là bên em sẽ hoàn thiện mặt ngoài và giao cho quý khách hàng luôn. Đặc biệt đây là cái công viên mà người ta thích nhất, mong đợi nhất, đẹp nhất tại dự án là công viên Disney, công viên tuổi thơ nhà quý khách hàng nhé. Thì nó đã hình thành hết rồi. Quý khách hàng nào mình theo dõi kênh á, thì có nhiều video em quay buổi tối lại cho quý khách hàng mình thấy ở chỗ công viên Disney này. Rất rất là nhiều các đôi trai gái, các anh chị rồi các em, mình có vào đây ngồi uống nước, cà phê, giải trí rồi ngồi mang cái loa và Bluetooth ra hát hò, rất là đông và vui. Đặc biệt tối nào cũng đông nha quý khách hàng nhé. Đấy, tối nào cũng đông. Thì em video này em chỉ quay sơ sơ như vậy thôi. Và bây giờ em bước ra cái trục đường chính để em quay về cổng dự án. Thì hai bên nhà mặt shop house này thì quý khách hàng mình thấy rõ không, là bên em đã xây dựng tường thô hết xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn vào là tô tường và sơn và hoàn thiện mặt ngoài thôi. Đấy, lắp cửa nha quý khách hàng nhé. Thì cái này thì nếu mà thực sự ra quý khách hàng mình cần nhà để ở thì có thể 3 tháng nữa là quý khách hàng mình có thể đến và nhận nhà để hoàn thiện và để mình có thể có căn nhà ở sớm hơn. Thì em cũng xin kính chào quý khách hàng nhé. Và hẹn quý khách hàng ở video tiếp theo. Và quý khách hàng nhớ nhé, khi mình xem cái video này, nếu mình thích thì mình ủng hộ cho em một like hoặc đăng ký kênh hoặc là subscribe, rồi là có thể chia sẻ đến những quý khách hàng nào mình chưa biết cái dự án này, cho quý khách hàng mình có thể là mình tham khảo để đầu tư nha quý khách hàng nhé. Và xin kính chào quý khách hàng, hẹn gặp lại quý khách hàng ở video tiếp theo nhé. Xin kính chào quý khách hàng.